Hôm nay khắp nơi cất tiếng dâng muôn lời ca mừng khen hai thay Tông đô Phêrô Phaolô. Xưa hai ngài quyết vững tâm xây dựng hội thánh, sắc gieo tin mừng cho mọi người khắp muôn phương. Phêrô ngày xưa trôi Chúa ba lần, Phaolô nhiều lần bắt bớ dân ngài. Ai nào ngờ đâu tình yêu Chúa khai hoa hai lòng, thành niên cột trụ kiên trung giữa lòng hồi thánh. Hôm nay khắp nơi cất tiếng dâng muôn lời ca mừng khen hai thay Tông đô Phêrô Phaolô. Xưa hai ngài quyết vững tâm xây dựng hội thánh, sắc gieo tin mừng cho mọi người khắp muôn phương. Bao nhiêu hiểm nguy dám nói lo gì, hay khi người đời che trôi khinh khi, vững một lòng mê nguyện dâng Chúa thân xác mòn hèn, đi tới mọi miền loan tin Chúa là tình yêu. Khắp nơi cất tiếng dâng muôn lời ca mừng khen hai thay Tông đô Phêrô Phaolô. Xưa hai ngài quyết vững tâm xây dựng hội thánh, sắc gieo tin mừng cho mọi người khắp muôn phương. Thương chờ che nắng đỡ sao hồn đang trong thuyền đời sóng gió trời vơi, luôn được mạnh dũng vượt qua muôn màu tơ giờ đời, dành Chúa hiền trì muôn năm sáng người đẹp tươi. Hôm nay khắp nơi cất tiếng dâng muôn lời ca mừng khen hai thay Tông đô Phêrô Phaolô.
Hôm nay chúng ta cùng với toàn thể giáo hội long trọng mừng lễ kính trọng thể hai thánh côn trùng của hội thánh là thánh Phêrô và thánh Phaolô Tông đồ. Nơi gió sứ Đông Phê chúng ta chiều nay, chúng ta long trọng cử hành lễ quan thầy của giáo hội nhà sứ cùng những giáo sứ chúng ta. Xin thánh quan thầy bầu cử trước tòa Chúa cho mỗi người trong giáo sứ chúng ta được nên sống lại sống đức tin trong thời đại 4.0 này. Chúng ta sống đức tin để chúng ta làm chứng cho Chúa. Chúng ta sống đức tin để chúng ta giới thiệu Chúa cho anh chị em mình bằng chính cuộc sống của chính mỗi người chúng ta. Hiện giờ thánh lễ này chúng ta cũng hiểu ý với nhau nhân thánh lễ để cầu nguyện cho các bậc tiền nhân, những người còn sống cũng như những người đã qua đời. Chúng ta dâng lên Chúa hôm nay đáng được ngày dân nhân cho đến mỗi người chúng ta hãy thành tâm và sám hối xin Chúa nhân từ ban ơn tha thứ để xứng đáng được thành lòng nhiều thành. Yeah.
phong trào quyến sách những chạy xe ra cổ đồng xuyên
môi trường rồi vớt bèo vớt làm sạch với tất cả những môi trường xung quanh. Anh chị em, đó cũng chính là điều mà thời gian gần đây Đức Tổng thống Bộ Vinh Xe, Chủ tịch Hội đồng Giáo hội Việt Nam, người đứng đầu Giáo hội Việt Nam lên tiếng về thái độ sốc đối với cái cuộc sống của mình. Cái người có trách nhiệm là người làm tròn cái nghĩa vụ của mình với những công việc và lời nói của mình, với sự tin tưởng. Và nếu như nó có xảy ra cái sự cố gì thì mình phải là người dám chịu trách nhiệm, không đùn đẩy. Và điều này thì chúng ta thấy trong xã hội ngày nay thiếu cực kỳ, ngay cả những quan chức, ngay cả những quan chức quan lớn của xã hội của bạn thiếu cái sự trách nhiệm. Người có trách nhiệm là người không chỉ quan tâm đến mình mà là người biết quan tâm đến tất cả mọi người, quan tâm đến môi trường, quan tâm đến xã hội, là người chủ động và người tích cực trong mọi cái sinh hoạt cuộc sống để làm cho cái cuộc sống của mình nó tốt hơn. Cái người có trách nhiệm là cái người đã vượt lên những cái tầm thường để đi đến một cái lý tưởng cao. Nhưng mà chúng ta thấy ngược lại thì xã hội của chúng ta ngày hôm nay toàn là những người vô trách nhiệm, những người thiếu trách nhiệm, những người sống rất cầu thả, thậm chí là cầu thả với bản thân và vô tâm với những người xung quanh. Cái đây mình chúng ta thấy sông ngòi của chúng ta lỡ dịch mà châu Phi sông người ta đầy ôi vui một cực kỳ ô nhiễm môi trường. Thái độ thiếu trách nhiệm với mình và với người khác ra đường thì gây đủ mọi cái phiền toái của xã hội, vô trách nhiệm. Thưa anh chị em, tôi nói như vậy, anh chị em bỏ là ngày nay mình lấy quan thầy Phêrô, quan thầy của sư Tâm Khê mà sao? Rằng thưa tôi nói như vậy là bởi vì tôi nhìn thấy Phêrô là con người của con người trách nhiệm. Phêrô là một con người trách nhiệm. Lúc nãy tôi hỏi cha xứ là lúc này ở đây là Phêrô hay Phêrô? Thì cha xứ bảo là đây là Phêrô. Cho nên hôm nay tôi nói với Phêrô nhiều, nói tí Phêrô. Phêrô là một con người có trách nhiệm. Ở trong tin mừng thánh Matthew mà chúng ta vừa nghe ở trong bài tin mừng, Chúa Giêsu đặt vấn đề với các môn đệ. Người ta hỏi con người là ai? Con người là ai? Thì tôi tin chắc rằng những môn đệ cũng như tất cả những người thời đó chắc chắn người ta sẽ xì dầm vào các môn đệ nghe thì rất rõ, biết rất rõ, nhưng mà không ai dám nói. Sợ trách nhiệm, sợ liên lụy. Tất cả các môn đệ đều im lặng, nhưng mà chỉ có một mình Phêrô lên tiếng. Thầy ơi, người ta bảo thầy là ai? Và rồi người ta bảo thì các con bảo thầy là ai? Các ông thì cũng không dám nói, bởi vì người sợ nó sai, sợ thầy mắng, ông thầy mắng nhiều quá, sợ không dám nói. Phêrô này, người có trách nhiệm là người công ngại trước những cái vấn đề. Khi mà người ta không muốn nói, người ta không dám nói, người ta không dám đụng chạm, thì cái người có trách nhiệm là cái người dám sắm tay lên để lao vào, để tấn công. Và chúng ta thấy cuộc đời của thánh Phêrô là toàn những cái chuỗi ngày như thế. Còn ngồi ở biển hồ Galilee, ngày ngày chạy lưới kiếm bài đồng bạc, con tôm con tép, bắt bê cá rô phi lên chợ bán kiếm tiền như mấy bà con ở Nam Khê Tây Khê thuyền chạy. Nhưng mà trước tiếng gọi của Chúa ở biển hồ thì đi,
Phêrô dấn thân, Phêrô đứng dậy, dám chịu trách nhiệm trước cái lời mời gọi của Thiên Chúa, bỏ lại tất cả ở sân, kể cả vợ con và gia đình, để dấn thân bước theo tiếng gọi của Chúa. Và chúng ta thấy rồi sau đó những ngày tháng rong ruổi đi theo Chúa, khi Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, tin mừng thánh Gioan thuật lại. Các ông ấy đang là được người các tung hô hí hạ hí hửng, đang là sống trên những cái bọt xà phòng. Thì Chúa Giêsu ngay lập tức bảo các môn đệ xuống thuyền đi sang bờ kia. Các con đừng có sống trôi nổi trên những cái lời khen ngợi vớ vẩn. Phêrô cùng các anh em mặc dù không muốn, đang là đường ca thích lắm, nhưng mà vẫn phải xuống thuyền đi. Và đêm ấy bão lớn xảy ra. Khi bão lớn xảy ra, các ông tất cả mọi người đều hoảng sợ. Rồi cuối cùng thì Chúa cũng hiện đến với các ông. Bốn câu thấy tưởng mình thấy ma, Chúa Giêsu bảo thầy đây đừng sợ. Và người tất cả mọi người cũng vẫn bắn đi vẫn còn lo lắng bó rối buồn chồn và sợ hãi, không dám chấp nhận đây là thầy hay là ma giữa những cái cảnh mặt tát như thế này. Phêrô chính là cái người đầu tiên thưa thầy, nếu đúng là vậy cho con được đi trên mặt nước để đến được. Mọi người đang ở lơ mơ thì chính Phêrô lại là cái người lên tiếng chủ động để bước đi với Chúa Giêsu, vì cái tiếng gọi với cái trách nhiệm của tiếng gọi của ban đầu như thế nào rồi sao thì Phêrô vẫn là cái người đứng, người đang chịu trách nhiệm, là cái người đang chủ động để dấn thân đi bước trước. Khi Chúa Giêsu dài nhiều dù mơ ước và thấy mắt theo thuật lại ở trong tin mừng chương 13, nhiều người rất nhiều dù môn mà người con dùng dù môn để nói các môn đệ chả ai hiểu gì, ngỡ ngàng ngỡ ngẩn không hiểu gì, cứ thấy Chúa dù hết chuyện này đó là chuyện được kể chuyện như bà tám nó thì sạch sẽ ích lợi gì. Cho nên Phêrô lại thấy là anh em mình đi theo Chúa mà chả hiểu thầy mình nói cái gì, nhưng mà không ai dám hỏi. Phêrô lại là người lên tiếng, thưa thầy, thầy giải thích đi, tụi con chịu. Tôi cũng chịu, thầy để giải thích đi. Tôi nhìn thấy vấn đề không ai dám tiếp cận. Phêrô, người dám chịu trách nhiệm, dấn thân đi vào trong cuộc đời, để không phải chỉ giải thích cho mình, mà cho cả anh em, mà cả hôm nay cho chúng ta, khi chúng ta không hiểu, Chúa đã giải thích cho chúng ta. Khi bước vào cuộc đường khó, ai cũng lo. Lo chứ, không ai dám lên tiếng. Phêrô khi Chúa Giêsu loan báo thầy sẽ phải chết, chịu khổ nạn, chịu chết, và ngày thứ ba cũng chết, thầy này tôi bật can thầy, nguy hiểm lòng thầy đừng nhà vào. Ai cũng thấy nguy hiểm, ai cũng biết trước là bước vào cuộc khó như thầy nói là chết, nhưng không ai dám cả. Phêrô dám cả trách nhiệm. Và quả thật chúng ta biết Chúa Giêsu đã trách, đã la Phêrô đồ sáng ta. Và từ đó khi mà bị la một lần thì chả đứa nào dám dại và đi nói một lần nữa. Tôi mới về Thái Bình được nghe cha cố đã bảo tôi lần lượt im tiếng đi mà không kính, tức là không ai dám tìm kiếm nữa. Một mình Phêrô dám là đương đầu của chính trách nhiệm. Bao nhiêu những cái thử thách ở trong cuộc đời trần ai ba năm vất vả để đi theo Chúa, mà nhiều sâu chết, bước sâu lâu chết, bước sâu vào đồ lâu lâu. Rồi anh em người tướng thì cắt cái cỏ thế nó, cắt cái cỏ thế kia, anh thì đòi chức, anh thì đòi quyền, anh thì đòi thế nó, rồi nay thì giận về này, mai thì hơn người ta. Bao nhiêu cuộc sống chung với các đồ lệ, chúng ta cứ nhìn không? Ngày ngày thầy trò sách đồ đồ điện thì lang thang như vậy, vất vả lắm chứ, rồi chả hiểu cái gì cả. Thế cái đồ đồ điện đi theo thầy thì bỏ mẹ.
Phêrô đứng dậy hỏi: thưa thầy, đi theo thầy như vậy mà chúng con bỏ hết rồi, bây giờ chúng con được cái gì? Chúng con được cái gì? Đó cũng là câu hỏi cho Phêrô biết một điều. Mà câu hỏi nó lại cho toàn bộ các môn đệ đi theo Chúa. Và đó cũng là câu hỏi cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay. Khi chúng ta ngồi ở đây theo Chúa thì được cái gì? Phêrô muốn một con người giàu sức đang chịu trách nhiệm để đổi thay anh em làm được cái điều đó. Dám chịu trách nhiệm và đổi cuối cùng, rốt cuộc người ta bỏ hết. Chúng ta thấy Phêrô vẫn léo đi theo Chúa, một con người dám chấp nhận cái trách nhiệm của mình. Khi thầy gặp Phêrô ngày hôm nay, thầy con là đá trên sàn đá này, thầy xây hộ thánh của thầy. Với cái vai trò đứng đầu như thế, Phêrô không lỡ bỏ thầy đi các anh em khác. Phêrô vẫn tiếp tục cái hành trình đó, léo đéo theo thầy vào đến dinh Caipha, rồi vào đến dinh Pilato, rồi léo đéo theo thầy đứng đằng xa. Và chúng ta biết trong những lần léo đéo vất vả đi theo thầy đó, Phêrô đã cuối cùng đã thất bại, đã thua cuộc khi ông vào trong dinh để đổi lại chối thầy và lại. Cuối cùng ông đã ngã gục vì sự yếu đuối của mình. Nhưng mà chúng ta thấy cuối cùng khi Chúa Giêsu phục sinh, người ta nói với các môn đệ là hay là yên lặng, không ai nghĩ cả. Nhưng Phêrô vẫn là người đứng dậy để ra đi, để mộ trống đi tìm thầy của mình. Nhiều đối với chúng gọi ngay từ thuở ban đầu ở biển hồ Jerusalem cho đến phút cuối trong cuộc đời của mình, Phêrô vẫn theo thầy cho đến cùng vì trách nhiệm của mình. Trách nhiệm là người mang trong mình một tình yêu, có thể trong tình yêu đó nó là giới hạn của con người, như con người của Phao-lô. Chúng ta thấy Phao-lô cũng là một con người rất có trách nhiệm. Ông lên đường để đi bóc gỡ tất cả những người nào không đi đúng với luật của Môi-se, không làm đúng với luật của gia đình. Ông lên đường và dấn thân đi bóc gỡ tất cả những con người rối loạn. Và rồi chúng ta thấy khi ông khám phá ra được cái chân lý trong cuộc đời, khi ông khám phá ra được cái gọi của Chúa, ông dấn thân cho cái trách nhiệm đi làm giảng đi mở. Và chúng ta thấy ở trong bài đọc mà chúng ta nghe ở đầu này, bài đọc thứ nhất, bài đọc thứ hai nói về sự dấn thân của Đức Phật. Thành chị em, chúng nhìn con người của các thánh mà hôm nay chúng ta mở kinh Phêrô và Phao-lô với những con người đầy trách nhiệm. Và khi chúng con người đầy trách nhiệm thì khi chúng nhìn thấy một người có trách nhiệm thì Chúa sẽ trao trách nhiệm. Này Phêrô, trên tảng đá này thầy sẽ xây một thánh của thầy. Chúa Giêsu phục sinh ba lần cho trách nhiệm đã nhân lòng mến của Phêrô để rồi trao cho ông một ba lần đều là ba cái trách nhiệm. Con sẽ chẳng ra chiêu điều này, trách nhiệm của Phêrô. Và chúng ta thấy Phêrô đã tròn được sứ mạng của Ngài, mặc dù lúc yếu đuối Ngài đã ra khỏi thành Roma, nhưng vì ý thức chúng có được gọi trách nhiệm của mình cùng bạn đặt ra ở đây, Phêrô đã trở lại để đi cho cái con đường theo Chúa của thầy. Chúa chọn mặt, Chúa gửi bài, Chúa trao trách nhiệm chúng sắp có hộ một cuộc đánh mà Chúa đã hết mình vì yêu thương và đã thí là mang sự mình hộ thành đây. Chúa chúng ta đó thì mình cộng với một cái điều lớn đó là Chúa Giêsu đòi hỏi Phêrô và chúng ta nghe để cho bài tiếng hồn nhận bằng và có mến thành công. Sự thật đó là đồng hành với lòng mến, sự thật là đi với lòng bác ái. Anh chị em thấy sự cãi nhau và từ sự thật canh cãi nhau sự thật ở nhà cãi nhau một lúc nào cũng rất trẻ cãi nhau trong cái sự thật
nhưng mà cái sự thật đã chả đi đến đâu mà cuối cùng dẫn đến cãi nhau, đánh nhau và đổ vào đầu. Nhưng nếu những sự thật đi liền thì bạn đã cứ lòng đến cuộc đời sẽ thay đổi. Không đơn giản chúng ta thấy ba lần Chúa Giêsu hỏi Phêrô còn có mến thầy không, con có mến thầy hơn những người này không? Nếu không có tin thì những người có tin cái bất ổn. Bởi nếu đúng chúng ta chỉ ngồi đó cái đúng cái sai nhân danh sự thật để tránh chết lẫn nhau, chỉ có lòng mến có ba lần sống thật sống đúng đắn mới là người có trách nhiệm thực sự và đó mới là người sống vui mừng. Mời bà gợi ý sơ sơ như thế cho thành phần lễ hay cộng đồ yêu thương của mọi người này. Chúng ta xin Chúa biết đặc biệt vào ngày hôm nay nó sẽ được khuê để chúng ta còn lễ quan thầy Kiều. Chúng ta nhìn thấy con người của Kiều với tất cả những trách nhiệm dấn thân trong đời mời mọi tin tưởng của Chúa ở miền hồ chỉ vì để kết thúc cuộc đời của mình. Kiều đã dám chấp nhận dấn thân cả cuộc đời trách nhiệm của chúng ta trong những hành trình đi theo Chúa với tất cả cái lòng yêu mến và trách nhiệm của mình sống đúng lời mời gọi ban đầu để chúng ta dấn thân sống đức tin của mình trong những cuộc sống của chúng ta giữa một xã hội đang đầy dây những con người vô trách nhiệm, những con người vô tâm, những con người vô ý, những con người thiếu những trách nhiệm trong cuộc đời. Thì chính chúng ta là những người lên tiếng bằng chính hành động của mình trong đời sống của chúng ta để làm chứng cho người mừng trong thế giới của mình. Chúng ta đừng khi sự tự nhiên. Từ khi Chúa Trời là giá con cùng mình nghe trời đâu. Oh,
Anh chị em hãy cầu nguyện để đi lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Lạy Chúa cho từng tí thánh thể của thường chúng con, xin dạy chúng con sống trong tâm của chúng ta khi có lúc đầu tiên là chuyên cần tìm hiểu cho khi ta không đầu và xin hắn ta đừng đến nhà anh để chúng con yêu mến Chúa hết lòng và nhờ đó cùng đồng tâm nhất trí với nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la. Đôi bàn tay Chúa nâng đỡ con. Xin dâng đời con vững một niềm tin. Xin dâng lời cảm ơn. Đôi bàn tay Chúa dẫn con đi. Xin dâng lời cảm tạ. Tay hồng ân Chúa đưa con về. Xin dâng lời cảm ơn. Chúa cho con trời mới, đất mới, đường đời con đổi mới. Con sẽ ca ngợi
đã thương con. Đời đời người vẫn thương con, thương con như gà mẹ ủ ấm con dưới cánh. Chúa thương yêu ấp ủ con đêm ngày. Xin dâng lời cảm tạ hồng ân hiền Chúa bao la. Đôi bàn tay Chúa dẫn con đi, xin dâng lời cảm tạ. Tay hồng ân Chúa đưa con về, xin dâng lời cảm ơn. Chúa cho con trời mới, đất mới, đường đời con đổi mới. Lòng thương xót Chúa muôn muôn đời. Nhiệm màu tình Chúa cao siêu, loài người được Chúa nâng niu. Nâng niu tựa con người trong mắt Chúa, Chúa nâng niu gìn giữ luôn đêm ngày. Xin dâng lời cảm tạ hồng ân thiên Chúa bao la. Xin dâng lời